nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, giải đáp những thắc mắc và tìm ra những biện pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp có thêm cơ hội kinh doanh tiếp cận hàng hóa, đưa xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, tổ chức hội thảo thông tin thị trường cập nhật các vấn đề liên quan đến thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, quan hệ thương mại Việt Nam và Trung Quốc đã đang và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trung Quốc đang là một trong những thị trường trọng điểm của Việt Nam về xuất khẩu. Trên phương diện tổng thể, Trung Quốc cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung năm 2016 đạt 71,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với năm 2015. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 21,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,4%. Tháng 7 năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung đạt 47,2 tỷ đô la Mỹ và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 44% và nhập khẩu 31,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3%.